Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tài lộc tuổi Tý năm 2019 chưa tới thời điểm phát tài mạnh. Xem tử vi tuổi Tý 2019, tử vi tài lộc tuổi Tý năm 2019, hung cát đan xen, kiếm tiền chưa chắc đã giữ được, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cũng lịch ngày tốt xem chi tiết ngày sau đây nhé. Tổng quan tử vi tài lộc tuổi Tý 2019. Tử vi tuổi Tý 2019 bước sang năm Kỷ Hợi, người tuổi Tý gặp thương quan và kiếp tai nên dễ nhận được sự ưu ái từ cấp trên, cũng khá thuận lợi nếu hợp tác làm việc với các cơ quan chấp pháp. Tuy nhiên, trong năm cũng có khi vì chuyện giấy tờ ký kết mà tiền bạc hao tổn. Xem tử vi 2019, kiếp tài tinh nhập cục, chuyên chủ phá thai, bản mệnh có thể mất tiền vì nhiều lý do, có thể vì chuyện tình cảm, cũng có thể vì quan hệ anh em bạn bè. Có thể nói năm nay không phải là thời điểm phá tài mạnh mẽ của con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, chớ nên cố chấp, hiếu thắng mà làm càn, hãy suy nghĩ thận trọng, hành động theo lý trí, sống và làm việc theo pháp luật, có thế thì vừa đỡ rắc rối mà cũng không hao tốn nhiều tài khí. Đừng chạy theo tiếng gọi của dục vọng, phải biết kiềm chế bản thân mình, nếu không đến lúc những chuyện tế nhị lộ ra ngoài thì lại mất công nhiều tiền để đi dập xuống. Biến động tiền bạc tài lộc tuổi Tý năm 2019. Tử vi tài lộc tuổi Tý 2019 chịu ảnh hưởng của cả cát tinh và hung tinh, vận trình lên xuống thất thường. Tuy nhiên, sức mạnh của hung tinh có phần lấn át sức mạnh của cát tinh, vì thế mà trong năm Kỷ Hợi, con giáp này dễ lâm vào cảnh thu chẳng bù chi. May mắn có Thái Dương Thiên Ất quý nhân giúp cho bản mệnh có nhiều cơ hội tốt phát triển sự nghiệp, tuổi Tý có thể tăng thêm từ thu nhập chính tài. Tuy nhiên, theo tử vi khoa học, lưu niên chịu ảnh hưởng của bệnh phù hàm trì, thiên không nhập mệnh, điều đó đều là những hung tinh gây ra hao tài tốn của nên khó giữ được tiền bạc trong tay. Theo tử vi tuổi Tý 2019, các khoản thu nhập phụ không đều, muốn giàu có trong phút chốc đối với tuổi Tý là chuyện khó khăn vô cùng. Ngoài ra, bệnh phù hung tinh còn khiến cho người tuổi Tý dễ ốm đau bệnh tật, phần lớn tiền bạc dùng để chữa bệnh mà chưa chắc đã được như ý. Do đó, thường ngày bản mệnh nên chú ý luyện tập thể dục thể thao, đừng khiến sức khỏe tốt hơn mà cũng giảm được những khoản chi không mong muốn. Hàm chi nhập cục, điều này điểm báo bản mệnh sẽ tiêu tốn một khoản tiền cho những người khác phái, có thể là mời ăn uống, đi chơi vì một nụ cười của giai nhân mà bao tiền cũng không tiếc. Theo lịch ngày tốt, con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn, chuyện tình cảm không thể mua bằng tiền, hãy dùng chân tình để đổi lấy chân tình. Nếu tình yêu mua được bằng tiền thì có thể cũng sẽ bị bán rẻ bất cứ lúc nào. Sự tồn tại của thiên không hung tinh sẽ càng khiến cho tình trạng phá tài của tuổi Tý thêm phần nghiêm trọng. Bản mệnh cần phải lưu ý đề phòng, quản lý tốt tiền của cá nhân, tránh bị cướp bóc mất trộm. Ngoài ra, khi ra ngoài nên mang đồ đạc đơn giản, cũng tránh dùng đồ trang sức, vật dụng đắt tiền. Khi hợp tác làm ăn, bản mệnh có thể bị lừa bởi những lời hứa suông của đối phương. Nếu đôi bên có ý định hợp tác làm ăn lâu dài thì tốt nhất nên dùng giấy trắng mực đen đảm bảo, tránh những hậu họa về sau này. Tử vi tài lộc từng tuổi Tý 2019. Tử vi tài lộc tuổi Mậu Tý 2008, tích lịch hỏa. Trong năm 2019, tuổi Mậu Tý thông minh lanh lợi, học hành tấn tới nên có nhiều dịp được gia đình, thầy cô thường qua, tài lộc cả năm hanh thông, cuộc sống ấm no, vui vẻ. Tử vi tài lộc tuổi Bính Tý 1996, giản hạ thủy. Tử vi tài lộc năm 2019, cụ thể tuổi Bính Tý khá lý tưởng, lâm cục diện tương sinh thái tuế, tài vận năm 2019 của tuổi Bính Tý khá hanh thông, bản mệnh có thể giành được học bổng hoặc có thêm nguồn thu phụ từ gia đình, chu cấp cho hoặc là tự làm việc nuôi bản thân. Với những bạn đang đi làm, trong năm 2019 có được mức đãi ngộ tốt hơn bình thường, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tiền bạc khá rủng rỉnh. Tử vi tuổi Giáp Tý 1984, hải trung kim. Tài vận năm 2019 của tuổi Giáp Tý lên xuống bất ổn, dấu hiệu phá tài rõ ràng, có thể hao tốn tiền của vì tình cảm trai gái hoặc tình nhân, giúp đỡ những người thân trong gia đình.
nên quy hoạch lại các tài chính càng sớm càng tốt, tuy nhiên không nên đứng ra thế chấp để vay mượn khoản tiền lớn, đề phòng kế hoạch phá sản hoặc bị lừa gạt thì tái trắng, làm nên cục nợ. Tử vi tài lộc tuổi Nhâm Tý 1972, tang đố mộc. Cùng với công việc gặp nhiều bất lợi, tài lộc năm 2019 của tuổi Nhâm Tý cũng không lấy làm khả quan. Bản mệnh kiếm ra nhiều tiền mà điều cũng nhiều, khó tích lũy. Ở một vài hạng mục đầu tư, ban đầu có thể sinh lời nhưng càng lâu càng có dấu hiệu thua lỗ. Vì thế nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định có đầu tư hay không, hạn chế rủi ro xảy tới. Tử vi tài lộc tuổi Canh Tý 1960, Bích Thượng Thổ. Sang năm 2019, Canh Kim được Kỷ Thổ tương sinh, tài khí khá vượng, bản mệnh vẫn còn tham vọng làm việc, kinh doanh và đầu tư nên luôn chủ động vấn đề tài chính, không phải phụ thuộc vào con cháu. Tuy nhiên, trong năm có thiên không hung tinh ảnh hưởng, việc đầu tư cần tiến hành hết sức thận trọng, chọn người hợp tác tin cậy, đề phòng tình huống tranh chấp, kiện cáo pháp luật gây hao tiền tốn của. Hóa giải phong thủy tăng tài phát lộc. Trong năm 2019, ngoài nỗ lực phấn đấu của bản thân, người tuổi Tý nên ứng dụng phong thủy vào đời sống để thúc vượng tài khí, giúp công việc kiếm tiền, kinh doanh làm giàu càng ngày thuận lợi. Theo cửu cung vi tinh 2019, bát bạch bay vào trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà phòng làm việc. Tinh tú này chủ về tài lộc, phú quý, tăng lương thăng chức, gia vận thăng quan, điền sản đất đai. Theo đó, trong năm 2019, bản mệnh cần hết sức lưu ý, sắp xếp và bài trí phong thủy ở vương vị có bát bạch tọa. Có như vậy, các tinh này mới phát huy tối đa tác dụng cầu tài, thúc đẩy việc kinh doanh, kiếm tiền ngày một suôn sẻ. Tại khu vực trung tâm ngôi nhà hoặc văn phòng làm việc, người tuổi Tý nên đặt tượng voi phong thủy có tác dụng chiêu tài vượng khí, hóa giải xui xẻo về tài lộc, tránh mọi việc phá tài, cả tài lộc và công danh đều được củng cố vững vàng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.